Chào các bạn, bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn về một cái chủ đề về ý chí. Vừa rồi mình có nói có làm đoạn video á, là mình nói về ý chí khởi nghiệp á, thì rất nhiều bạn xem và hỏi với mình rằng vậy thì ý chí là gì và bạn có ý chí không? Vậy thì bây giờ mình sẽ hôm nay mình sẽ dành thời gian nói về rõ hơn cái này. Thì các bạn thấy thông thường trong cuộc sống á, các bạn dùng mà các bạn thấy đứa nào mà làm được á, thằng nào mà làm được á, đứa con nào làm được á, thì người lớn chúng ta nói ồ cái thằng này nó có ý chí nè, thằng này nó rất là tuyệt vời nè. Nhưng mà đứa nào mà làm thất bại á thì mọi người nói thằng này nó không có ý chí nè, thằng này nó bỏ cuộc rồi, thằng này nó dở hơi nè. Và tự nhiên các bạn thấy thỉnh thoảng mà bạn nghe nói là thằng nào không có ý chí, các bạn nhiều lúc các bạn nhìn cũng buồn đúng không? Vậy thì bây giờ cái ý chí nó từ đâu ra? Vậy thì kể cho bạn một cái thí nghiệm mà các nhà khoa học họ làm nghiên cứu nó như vậy. Cái thí nghiệm người ta gọi là bánh quy và củ cải, tức là người ta chọn hai nhóm người, nhưng trong nhóm nào cũng có đầy đủ người lớn tuổi, người trẻ tuổi, người nhỏ và cả hai giới tính luôn. Người ta chia làm hai nhóm người, một nhóm người ta gọi là nhóm bánh quy và nhóm người ta gọi là nhóm củ cải. Và cả hai nhóm này á, người ta bắt nhịn ăn sáng hết và người ta cho vào một cái phòng, hai nhóm vào chung một cái phòng luôn. Ở trên cái bàn, cái nhóm bánh quy á, thì người ta cho ăn mỗi người hai cái bánh quy thôi. Nhóm củ cải thì người ta cho mỗi người ăn một cái củ cải thôi, nói chung ăn đổi thôi chứ còn rất là đói. Rồi xong người ta để đó, để phòng đó, hai nhóm đều ngồi nhìn. Dĩ nhiên bánh quy á, để bên nhóm củ cải và củ cải để bên nhóm bánh quy ở trong cái phòng đó và nhìn, và thế là họ đóng cửa phòng và họ đi ra ngoài. Thì sau một thời gian họ quan sát á, tức là cả hai nhóm đều rất là đói, đều rất là thích. Nhóm củ cải thì rất là thích bánh quy, rồi nhóm bánh quy rất là thích củ cải, nhưng mà tất cả mọi người đều giữ được á, và không ai coi như là nói chung là thèm nhỏ dãi luôn các bạn, không nhỏ dãi luôn đói quá mà, nhưng mà ai cũng giữ được cái bình tĩnh của mình, kìm được cho tới khi hết thời gian vào và như thế nào và thế là ai cũng thắng cuộc hết, ai cũng giữ được cái bài tập hết. Nên mọi người mọi người đều nghĩ rằng ai cũng đều có ý chí, ta cũng đều có ý chí, đúng không? Và đúng, cái đất này nó cũng liên ý chí của bạn lắm chứ. Tuy nhiên đây là mới là phần 1 thôi các bạn, bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ phần 2 chưa? Phần 2 vì sau khi cái nghiên cứu đó xong được kết rồi thì tự nhiên có một đoàn nghiên cứu khác vào và xin phép mọi người cho họ làm tiếp một cái nghiên cứu tiếp. Cái nghiên cứu tiếp theo đó là gì? Nghĩa là cái đoàn nghiên cứu này á cho hai đội chơi xếp hình, cho hai đội cái bộ xếp hình và xem thử đội nào xếp được hình á thì đội đó sẽ thắng. Các bạn cho và thưởng một khoản tiền rất là lớn. Và thế là hai đội bắt đầu tập trung vào xếp, cũng đang đói bụng như vậy luôn, tập trung vào xếp. Tuy nhiên cả hai đội đều không biết rằng thực sự cái hình đó không có xếp được, xếp kiểu gì nó cũng không có ra hết á. Và cái đội bánh quy họ xếp được 34 lần, được 19 phút là họ bỏ cuộc. Đội củ cải thì xếp được 19 lần, được 8 phút họ bỏ cuộc. Vậy thì bây giờ các bạn thấy nó như thế nào? Bây giờ ý chí nó là gì các bạn bây giờ thấy ý chí mà cả hai đội bỏ cuộc và tức là không còn ý chí nữa. Có điều là chỉ thấy cái đội này ý chí hơn đội kia giờ thôi. Vậy thì bây giờ ý chí nó là gì các bạn thấy không Dung? Lúc này và sau một số cuộc nghiên cứu nữa, người ta mới đúc kết ra được vậy ý chí nó là gì. Ý chí đó là một cái nguồn năng lượng, nó hữu hạn, nó không phải vô hạn. Khi các bạn không còn năng lượng nữa, các bạn dùng ra điều này mà các bạn cũng quyết tâm lắm, nhưng mà năng lượng, sức khỏe đó bận quá không còn nữa thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Các bạn dùng ra điều này chưa? Cũng giống như mỗi sáng mình đi tập thể dục vậy á. Và hồi kia mình ở trong cái khu của mình, cái khu mình vậy, mình kêu mọi người đi tập thể dục. Cái ngày đầu tiên đi tập vô cùng mọi người vui lắm, năng lượng lắm, nhưng mà ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư cho tới ngày thứ 10 mọi người bỏ cuộc hết. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì
cái ý chí nó cũng như cái năng lượng, khi chúng ta không còn năng lượng, chúng ta không còn động động lên nữa, ok, ý chí tự nhiên nó giảm xuống, ok chưa? Vậy để có ý chí thì chúng ta cần phải luyện. Vậy thì luyện nó như thế nào? Mình sẽ chia sẻ các bạn ở một đoạn video sau. Vừa rồi mình giải thích cho các bạn hiểu như thế nào là ý chí. Và ý chí nó là một nguồn năng lượng hữu hạn mà chúng ta cần phải luyện nó thì nó mới có. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.